Mấy mình có đi không? Chưa xé. Hả? Dạ, chờ ông E cử xuống. Vâng, vâng, vâng. Vâng, gửi điện vào lớp đi xong. Hơn 400 quân nhân của huyện Đồng Ngạn chuẩn bị nhập ngũ mọi người nhé. Ở đâu đứng ở bên kia chán bây giờ mọi chúng ta kia chiến sĩ quân đội nhân dân công an nhân dân vừa là mơ ước này ai cho vào anh lần này là mấy hôm nay chị nói đến chương trình bà con nhà nông ấy đi Nhật ra chứ ngày đi Nhật ra không đông gì đấy à, đi Nhật về vợ đi Đài Loan rồi nhỉ đi Đài Loan bố tiền đứng mang tiền đứng còn à chứ là mới đi đâu đó là đi mấy năm về rồi nó và đi Đài Loan nó kiểu cổ nhau là à đấy tính cuối đầu cũng còn năm nay ngoài đi thì nghĩ thì giỏi nhau vẫn ngoài giỏi đấy chịu được quá
còn lại nữa này. Yeah. Vâng, và đây là các thanh niên đầu tiên lên đường nhập ngũ đây mọi người nhá, đang ra chỗ cổng chào kia. Bà con đã đi vào trong sân để tiến đưa các tân binh này, tràn hết cả vào sân luôn. Vợ những loạt tân binh đầu tiên ra đã có rất nhiều bà con đã nằm vào trong sân rồi. Đây là các tân binh đây, đang ra chỗ cổng chào này. Không phải đâu. Lực lượng và công an huyện, cảnh sát giao thông, công an huyện, lấy trọng đi tăng cường lực lượng ở trụ sở công an xã để chia của các đơn vị của chúng ta. Thank you.
Vâng, và đây là những chiến sĩ cuối cùng chuẩn bị ra lên xe mọi người nhé. Còn đi nhá.
Mình khỏe nha em nhá. Ôi xà lý xà lý xà lý. Được. Em đi à em? Cố gắng em nhá. Đây à, người này đang đâu ấy? Vâng, bắt đầu là những chiến sĩ đã lên xe cho chương trình dễ bàn giao quân trong buổi sáng hôm nay đã cơ bản là xong rồi nha. Giờ đây các chiến sĩ đang chào tạm biệt người thân để lên đường. Đi về đâu? Đồ Lũng Lạc Sơn. Đồ Lũng à? Không phải đâu. Không phải bên kia hả? Tân Lập bên kia. Xe này chắc là về bên Lạng Sơn mọi người nhé. À, cái này. Đấy mà nó ngay cửa xe đây đây. Trường đi đi bên Hữu Lũng à? Hữu Lũng ở đây đi xe này Hữu Lũng. Xe áo đỏ rồi chị nào. Xe thứ 3. Xe thứ 3 từ đường cái vào xe thứ 3. Con đi đằng nào đấy? Lạng Giang, Lạng Sơn. Sơn à? Anh Hằng, anh ngoài quay kia đây. Hả? Lâu rồi. Ô, đi rồi. Đừng không bám vào xe nữa.
Vâng, đoàn xe này sang bên Lạng Sơn mọi người nhá, Hữu Lũng Lạng Sơn. Giờ như vậy cái video của mình làm lễ bàn giao quân trong buổi sáng hôm nay đến là kết thúc mọi người nhé. Mình nói chuyện cảm ơn mọi người đã xem video clip của mình. Đoạn nào ấy? Đây mọi người đang chuẩn bị trở về đây, đông như hội luôn này. Đây là toàn cảnh mọi người đưa con em của mình đi lên đường nhập ngũ mọi người nhé. Hôm nay ngày 16 tháng riêng, ngày mùng 6 tháng 2 mọi người nhé.